Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế và những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Donetsk đang sụp đổ, Ukraine tháo chạy. Phòng tuyến tại Donetsk đang sụp đổ, Ukraine mất hàng loạt vị trí rất quý giá trong khu vực cao tầng trung tâm. Một khi chiếm được nơi này, Nga có thể khống chế toàn bộ địa bàn bằng hỏa lực. Trong đêm ngày 20, rạng sáng ngày 21 tháng 9, cả hai bên đã tiến hành không kích qua lại lẫn nhau. Tên lửa Nga tấn công sở chỉ huy và căn cứ hậu cần của Ukraine tại phía bắc Pokrovka. Kharkov đang trong tình trạng bị uy hiếp và phá hủy rất nặng nề. Trong khi đó, cuộc tập kích của Kiev đã gây ra vụ nổ lớn ở ít nhất hai nơi trên lãnh thổ Nga. Vụ nổ thứ cấp khủng khiếp kèm theo đám mây hình nấm bốc lên sau đó. Trên hướng Liman, lực lượng Moscow đã tiến hành đột phá sâu 8 km với lá cờ Nga được kéo lên trên Nevsky. Có tin quân đội Ukraine tại khu định cư Makhivka gần đó cũng thất thủ. Phòng tuyến của Kiev tại Donetsk đang sụp đổ, quân đội Ukraine đang mất những vị trí rất quý giá trong khu vực cao tầng trung tâm. Một khi chiếm được nơi này, quân đội Nga có thể khống chế toàn bộ khu vực bằng hỏa lực, chi viện đắc lực cho nhiều mũi xung kích đột phá sâu hơn về phía tây thành phố. Mặt trận Pokrovka vẫn căng thẳng, lực lượng Moscow tiến về phía tây Horivka, phía nam Selidovo và Hirik. Ngoài ra, quân đội Nga đã chiếm được nhà tù ở phía tây của Hotcher. Tình hình trên hướng Ulenda đối với lực lượng Kiev là rất nghiêm trọng. Quân đội Nga đã vượt qua được sông Kalihak tại một số nơi giữa Palivka và Brekhtivka và tạo ra đầu cầu ổn định để phát triển thêm về hướng Bắc. Thử thách khắc nghiệt với Ukraine tại Pokrovka. Theo kênh Red Nova cho biết, sự kiện nổi bật trong tuần qua là việc quân đội Ukraine thất thủ ở Ukraine và chiến lược của quân đội Nga đã có những thay đổi đáng kể, trở thành một thử thách khắc nghiệt đối với Ukraine tại Pokrovka. Quân đội Nga lợi dụng đối phương bị hạn chế về nguồn lực, bỏ qua những trung tâm phòng thủ, chuyển lực lượng sang các khu vực khác của mặt trận. Có vẻ như cuộc tấn công vốn đã đình trệ gần Pokrovka và Selidovo đã bắt đầu sôi động trở lại với làn sóng đột kích mới và đặt ra áp lực cao lên quân đội Ukraine đang hao mòn lực lượng dự bị nghiêm trọng. Sự thất thủ của Ukraine là một ví dụ rõ ràng nhất về sự thay đổi cách tiếp cận so với cuộc chiến tranh vị trí thông thường, dẫn đến sự suy giảm chắc chắn và rõ rệt về vị trí của Ukraine. Hơn nữa, việc lực lượng Moscow chiếm được thị trấn này một lần nữa khiến cho Selidovo gặp nguy hiểm. Giờ đây, nó có thể bị bao vây từ phía nam. Mỗi xung kích của Nga chỉ còn phải vượt 4 km qua những cánh đồng và đồn điền là sẽ ập vào thành phố. Mệnh lệnh thép của Tổng thống Putin tại mặt trận quốc. Mặc dù nhịp độ phản công theo hướng quốc có giảm nhẹ, nhưng quân đội Nga vẫn tiếp tục chiến dịch, giành lại lãnh thổ bị quân đội Ukraine chiếm giữ theo mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Ông Putin hôm 5 tháng 9 tuyên bố nhiệm vụ thiêng liêng của lực lượng vũ trang Nga là làm mọi cách để đẩy lùi đối phương khỏi quốc, nơi Kiev phát động cuộc xâm nhập lớn nhất của lực lượng nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Tại quận Gluskovo, quân đội Ukraine vẫn chưa từ bỏ nỗ lực tiến về trung tâm quận từ làng Novipus và Medvihe, nhưng vẫn như trước không thành công. Các đơn vị công binh Ukraine đã tăng cường nỗ lực chuẩn bị các lối đi qua bãi mìn, có thể là để chuẩn bị cho một đợt xung phong khác. Đồng thời, quân đội Nga không ngừng tập kích hàng loạt vị trí của đối phương trong vùng Sumy và những khu vực bị chiếm giữ tại quốc nhằm làm giảm khả năng chiến đấu của Ukraine. Không quân Nga cũng đang hoạt động hiệu quả, oanh kích nhiều cứ điểm của đối phương ở Olhovka và trong khu rừng gần Gremianoi tại quận Korenovo. Cùng lúc đó, một nỗ lực khác của quân đội Ukraine nhằm phản công quân Nga ở phía tây của Lyubimovka đã bị ngăn chặn. Ở quận Suzha, Nga đang dọn dẹp khu vực phía nam của Kamisevka. Theo đó, một trung đội lính dù từ lữ đoàn 83 trên xe bọc thép đã tiếp cận vị trí của đối phương qua một cánh đồng và chiếm được hai cứ điểm. Tại Novoivanovska,
Quân đội Ukraine cũng đã triển khai một khẩu lựu pháo M777 của Mỹ nhưng cũng đã bị phá hủy. Ở xứ Nam, có cả cảnh quay kiểm soát mục tiêu cho thấy nhiều vũ khí quân đội Ukraine bị tiêu diệt, bao gồm cả lựu pháo tự hành 2S3 Acacia và video về việc ngăn chặn quá trình sơ tán binh sĩ Ukraine tại khu vực Ruskaya, Konopelka. Nga đồng loạt kiểm soát hai khu định cư quan trọng tại mặt trận Liman. Theo kênh Reuters cho biết, việc lực lượng Moscow giành quyền kiểm soát Makhitka trên hướng Liman đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, thì chiều tối ngày 20 tháng 9, lá cờ chiến thắng Nga tiếp tục được kéo lên trên Nevsky, cách đó 4 km về phía nam. Hiện tại vẫn chưa rõ quân đội Nga đang tiến theo hướng nào từ phía khe núi Zuzavka, nơi khu vực kiểm soát của lực lượng Moscow cũng đã được mở rộng vào ngày hôm trước, hay là từ phía Makhitka. Tuy nhiên, với việc Nevsky thất thủ, không có lý do gì để Ukraine trụ lại ở phía bắc hoặc phía đông khu định cư, vì nếu như vậy họ sẽ rơi vào tình trạng bán bao vây. Do đó, sự hiện diện của quân đội Ukraine tại những khu vực này là rất khó xảy ra. Việc giành được Nevsky là một nhiệm vụ hoàn thành khác trên con đường xóa sổ đầu cầu quân đội Ukraine bên bờ phải của sông Zhezebet. Trong tương lai, chắc chắn quân đội Nga sẽ gia tăng áp lực đối với tuyến Tenovo-Toski, nơi mà Ukraine sẽ rất khó để giữ được. Nga phóng UAV ồ ạt vào Ukraine. Không quân Ukraine trên Telegram cho biết vào tối thứ Bảy, hoạt động của UAV Nga từ phía khu vực Zhubi đã được ghi nhận. Vào lúc 20 giờ 28 phút, báo động phòng không đã được kích hoạt từ 21 giờ 01 đến 23 giờ 53. Liên tiếp ghi nhận sự xuất hiện của UAV của Nga ở Poltava, Kirovograd, Cherkasy, Kharkov, Chernihiv, Kherson, Mykolaiv, Kiev, Donetsk, Dnepropetrovsk. Sau đó, vào lúc 00 giờ 07 phút ngày 22 tháng 9, không quân Ukraine đã cập nhật quỹ đạo của máy bay không người lái Nga trên nhiều hướng. Chính quyền Ukraine thông báo phòng không đang hoạt động trên khu vực Kiev, cảnh báo công kích vẫn tiếp tục. Chúng tôi yêu cầu mọi người ở trong hầm trú ẩn. Phòng không đang hoạt động trong khu vực. Trong mọi trường hợp, bạn không được chụp ảnh hoặc quay video về hoạt động của lực lượng phòng thủ, việc bắn hạ mục tiêu trên không hoặc việc chúng rơi xuống.